mọi người, chúng ta lại tiếp tục đồng hành trong chuyên mục Xe bạn cần gì. Các bạn có biết là bọc ghế da ô tô hiện nay là dịch vụ hàng đầu được các chủ xe lựa chọn để tân trang nhằm thay thế bọc nỉ nguyên bản, giúp xe của chúng ta tăng tính thẩm mỹ, sang trọng và còn vô số những điểm vượt trội khác nữa. Chuyên mục Xe bạn cần gì ngày hôm nay sẽ chia sẻ quy trình bọc ghế da để có một cái nhìn cụ thể nhất về dịch vụ này. Chúng ta hãy cùng theo dõi nha. Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là cái phần ghế nỉ nguyên bản xe mua ra á, bản cao á thì nó sẽ có da, còn này là bản thấp, cho nên nhà sản xuất thì họ sẽ làm ghế nỉ. Mà cái nhược điểm của ghế nỉ á thì nó rất là nóng, và thứ nhất, cái hai á là khi mà mùa mưa đến á, quần áo mình nó sẽ bị ướt. Thì lúc mà nó bị ướt như vậy á, mình ngồi lên ghế nó sẽ thấm xuống dưới, lâu ngày nó sẽ có cái mùi gọi là ẩm mốc, rất là hôi, khó chịu lắm. Thì hôm nay chủ xe mới quyết định là đi bọc cái ghế da. Thì cái phần ghế da này á, nếu mà mình bọc lên thì mình có thể, chủ xe có thể phối màu theo thích, có nghĩa là nội thất mình màu kem, màu đen, màu nâu, màu gì đó mình sẽ phối. Ví dụ như là cái phần viền ngoài này nè, nó sẽ là màu nâu, thì ở trong có thể là chủ xe thích màu đen để cho sạch sẽ hơn. Nhiều khi quần green mình á, nói chung là quần green á, và mình ngồi lên, lúc mà mình lên xuống xe nó có thể để cái dấu quần green lại, nếu mà da mà nó sáng quá thì chủ xe quyết định là chọn những màu tối, gam màu tối đi, nhưng mà nó vẫn tôn lên cũng còn đỡ hơn là mình đi ghế nỉ này rất là tối mà nhìn vô xe thì nó quám lắm đó. Thì với được cái phần này nữa nè, phần này thì cũng quan trọng không kém nè, như cái thần tay nè, bệ thì tay ngoài bên cửa ha. Lâu tài xế thường thì mình hay ngồi dày lái dày ha, thì lâu ngày mồ hôi tay nó sẽ thấm vô đây thì nó gây ra ảnh hưởng là nó rất là hôi và nó dơ lắm. Cho nên là mình bọc ghế da là mình phải bọc ghế nè, những cái tấp bi cửa này nè mình bọc luôn, thì như vậy nó sạch hơn, mình đi thì lâu năm nó không bị có mồ hôi gọi là ẩm mốc, rất là khó chịu. Còn quy trình mà để mà bọc cái ghế này thì mấy bạn sẽ tháo ghế, và phần tháo ghế này sẽ không ảnh hưởng gì tới cái đường điện hoặc là khung gầm hoặc là những cái gì, bất cứ cái gì trên xe của bạn hết, các bạn yên tâm.
mọi người thấy sau khi bọc lại ghế da thì xe trông như thế nào? Nhìn cá tính thẳng và nổi bật, khá thích mắt đúng không nào? Nếu mọi người đang có ý định bọc lại ghế da cho xe yêu của mình thì không còn phải lăn tăn nữa, bởi tất cả các quy trình bọc ghế khá chuyên nghiệp, đảm bảo sẽ giúp chúng ta sở hữu những màu áo mới cho ghế, chất lư, không cần phải ảnh hưởng gì đến xe cả. Đến đây thì phải nói lời chào tạm biệt mọi người rồi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục Xe bạn cần gì vào thứ 6 tuần sau. Nhấn like và subscribe cho mình nha.